cũng như một ban tổ chức xin trân trọng và giới thiệu ông Nguyễn Trọng Hồ, vụ trưởng vụ thành tích cao 2 tổng cục thể dục thể thao lên trao huy chương cho các đội đạt thắng quân 51.
Chúng tôi xin nhắc lại là sau đây ban tổ chức sẽ trao huy chương hạng cân 66, hạng cân 70, hạng cân 75, hạng cân 80. Ở hạng cân 66 huy chương vàng Nguyễn Xuân Định Hà Nội, huy chương bạc Nguyễn Văn Trọng Thừa Thiên Huế, huy chương đồng Phạm Văn Huy Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Quân Bắc Giang. Ở hạng cân 70 huy chương vàng Nguyễn Đình Long Hà Nội, huy chương bạc Nguyễn Bá Lực Nghệ An, huy chương đồng Trần Minh Đức Bắc Giang, Nguyễn Văn Tráng Vĩnh Phúc. Ở hạng cân 75 huy chương vàng Ngô Thành Tân Vĩnh Phúc, huy chương bạc Đặng Đình Tùng Hà Nội, huy chương đồng Nguyễn Mạnh Tấn Thừa Thiên Huế, Nguyễn Tất Lộc Nghệ An. Ở hạng cân 80 huy chương vàng Đặng Tất Dư Hà Nội, huy chương bạc Nguyễn Văn Chính Vĩnh Phúc, huy chương đồng Hoàng Đình Đoàn Nghệ An, Đinh Khương Duy Thái Nguyên. Xin các đô đã đạt thành tích ở hạng cân 66, 70, 75, 80 chuẩn bị trang phục lên nhận huy chương của ban tổ chức. Mời bốn đô đứng yên một. Ban tổ chức xin trân trọng và giới thiệu ông Đinh Văn Huyến, trưởng phòng quản lý thể dục thể thao Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, lên trao huy chương cho các đô đạt thành tích ở hạng cân 66.
75, huy chương vàng Ngô Thành Tân Vĩnh Phúc, huy chương bạc Đặng Đình Tùng Hà Nội, huy chương đồng Nguyễn Mạnh Tấn Thừa Thiên Huế, Nguyễn Văn Đồng Nghệ An.
chuyên mục ạ. Ban tổ chức xin trân trọng và giới thiệu bà Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, trưởng ban tổ chức giải. Ông Nguyễn Đức Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai, Phó ban tổ chức giải, lên trao cờ nhất, nhì, ba cho các đơn vị đã đạt thành tích. Tổ chức tại xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội đã được